Alo, 1 2 3 4. Xin chào cả nhà. Xin chào mùa xuân, mùa của những cơn nồm vô đối. Hiện tại bây giờ mọi người có nhìn thấy mặt của mình không? Chắc chắn là không rồi, vì bây giờ không khí đang rất nồm và ẩm. Chiếc gương này hiện tại bây giờ đang mù mịt lên và không không thể nhìn thấy mặt của mình lúc này được luôn. Trời nồm này thì ngoài cái việc gọi là sàn gạch, tường gạch lúc nào cũng bị ướt sũng sũng như này, gương mờ mịt như này, quần áo thì ẩm ướt nữa, trẻ con thì khó chịu khụt khịt thì thở càng khó hơn, nhất là bây giờ cái khăn mặt mà không khô để trẻ con thì 3 4 hôm rồi lại phải tra thuốc đau mắt vì rất dễ bị đau mắt. Ngoài ra trời nồm nữa sẽ là như kiểu là một không khí rất tuyệt vời thu hút tất cả những cái thể loại gọi là muỗi này, dĩn này, dán này từ bên ngoài chui vào nhà trốn, không biết sao chúng có rất là thích trời nồm ẩm. Vậy nên là mình xin gợi ý cho mọi người, thực ra là mách cho mọi người một hướng tuyệt vời, đó là xóa sạch cái việc gọi là nồm ẩm như này đi và muỗi dĩn bay hết, nhà cửa khô thoáng, quần áo khô ra, chăn màn chui vào không cảm giác còn ướt 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 nữa, sàn gạch lúc nào cũng phải bong kim kít, hứa mọi người luôn khi mà chỉ cần chạy máy hút ẩm nhà mình trong đủ khoảng, nếu mà phòng rộng từ khoảng 100 m² thì chạy khoảng độ 3 tiếng. Nếu mà phòng tầm 15 đến 30 phút 30 m² thì chạy chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Tất cả nước sẽ dần dần bay hết thôi. Cam kết với mọi người chỉ cần chạy thời gian như thế thôi, mọi thứ sẽ lại sáng choang này. Chúng ta sẽ lại nhìn thấy nhau thực sự là rất là vui vẻ anh nhé. Mình cung cấp máy hút ẩm nhé. Mình cung cấp máy hút ẩm là cho phòng từ 15 m², 25 m², 35 m², 50 m² và đến cả 100 m². Cam kết mọi người chạy trong thời gian được khoảng 2-3 tiếng thôi, nhà cửa sạch sẽ, cảm giác là vào sẽ thân yêu ngôi nhà mình hơn. Nhất là việc mà tránh nhiều quần áo không khô, trời nồm khó chịu, trẻ con khó chịu, nhà có người chẳng may mà yếu về đường hô hấp nữa. Máy hút ẩm nhà tớ có các chức năng hút khô hơi ấm trong phòng, sấy quần áo, sấy đồ đạc, sấy chăn màn, sấy thảm, sấy cả nền gạch. Bạn lau nhà, nếu mà trời ẩm mà lau nhà không bao giờ thể khô được nếu bạn bật quạt nhé. Tiền điện ít thôi, 3-4 nghìn một ngày, 8 chạy 8-10 tiếng, 3-4 nghìn một ngày. Phòng 100 m² có thể tốn hơn một chút, nhưng bởi vì phòng rộng mà, đấy nó đã không đáng bao nhiêu đâu so với để vào nhà cảm thấy thương yêu ngôi nhà mình hơn, sống dễ chịu hơn. Đến nhà người khác thấy nồm ẩm mình bảo ui sao nồm ẩm quá, về nhà mình thật là tuyệt vời. Lý do tại sao chúng ta nên tạo một chiếc máy hút ẩm. À quên, một chức năng nữa quên mất, ngoài việc hút ẩm khô thoáng cho căn nhà của mình, khô ráo cho căn nhà của mình, sấy quần áo cho đồ đạc thì mình khô hết, còn một chức năng nữa đó là lọc không khí, lọc và khử khuẩn không khí. Chúng ta sống cho an toàn nhé. Bây giờ đỡ được tiền thuốc bao nhiêu tốt hơn bấy nhiêu. Xin lỗi các thầy thuốc nếu mà em có động chạm, nhưng thực sự là như thế. Khi chạy máy hút ẩm nhá, muỗi trong phòng, phòng nó khô rồi, muỗi sẽ tự động chạy đi. Tránh cái trường hợp mà với những người mà bây giờ chúng ta đã theo đạo tràng rồi mà cầm cái vợt đập muỗi mà đập vài trăm con muỗi trong phòng ấy, A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Em nói thật đấy, đỡ mất cái khoản này đi, muỗi biết chạy hết, mình sẽ không phải lo vấn đề là sát sinh nó sẽ cả, nằm ngủ đừng phải lo mắc màn. Giữa thành phố Hạ Long mà mắc màn thì buồn cười lắm ha. Xin chào.